À, con xin nhờ ban tổ chức chuyển tới thông tin khai thị tiếp theo là camera diệu tịnh. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, con là Cao Trung Đủ, pháp danh Tâm Phước, 63 tuổi. Hiện con đang sinh sống ở Đắk Lắk, nhờ nhân duyên sâu dày, con đã biết pháp môn Tịnh Độ. Năm 2014 nhờ duyên lành, bạn đồng tu giới thiệu đi chùa, sau đó gia đình con nhờ thầy làm lễ an vị Phật và con đã thọ tam quy ngũ giới. Kể từ đó đến nay, con cùng vợ phát tâm ăn chay trường, niệm Phật và thường xuyên phát nguyện cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hiện tại, con vẫn còn tỉnh táo, nhưng con mắc rất nhiều bệnh, đặc biệt là bệnh tắc nghẽn đường hô hấp, không biết có thể ra đi bất cứ lúc nào. Thật hổ thẹn khi nghĩ về quá khứ, gia đình, bạn bè và hàng xóm nghĩ rằng con khó có cơ hội quay đầu, có thể nói con là người bỏ đi, không gì không phạm. Gọi là tứ đỗ tường, nặng nhất là tội sát sinh và uống rượu. Nhờ phúc duyên của con vẫn còn, do vậy mà con có gặp được cô Hòa Hiếu trong ban trợ niệm từ đường chăm họ Tuệ Quang, chia sẻ khuyến tấn, cô đã giới thiệu cho con đường Zoom hội thảo thế giới hộ niệm của lão cư sĩ Diệu Âm. Con mừng quá, nói với vợ mời chú Nguyên Vị lên chia sẻ và hộ niệm cho con không sợ chết, không tham chấp tài sản của cải, không lưu luyến vợ con, không giận hờn ai hết, chỉ có tâm nguyện duy nhất được sớm về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Gia đình con có cả thảy 2 người con, các con cháu rất hoan hỉ khi biết bố mẹ đi chùa và ăn chay, niệm Phật. Nhưng vì công việc làm ăn của các cháu chưa tham gia tu tập được, nhưng rất ủng hộ việc bố mẹ tu hành. Con đã làm di chúc gửi ban trợ niệm từ đường chăm họ Tuệ Quang, hoan hỉ chấp nhận những quy luật của pháp hộ niệm. Trước đây, con cũng từng tham gia đi trợ niệm cho người sắp lâm chung, tận mắt chứng kiến những người xả bỏ báo thân được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con vô cùng ngơ ngác và ngỡ ngàng, xúc động, cũng vui mừng khôn xiết khi tận mắt chứng kiến người vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc đã để lại những thoại tướng tay chân mềm mại, mắt khép, miệng ngậm, khuôn mặt hoan hỉ, da rẻ tươi hồng, thật là bất khả tư nghì. Con thành tâm tha thiết khẩn cầu lão cư sĩ Diệu Âm thương tình mà khai thị cho con và gia đình. Xin thầy điều giải chư vị pháp giới hữu duyên. Rất mong các cha, các mẹ, các má, các chư liên hữu đồng tu trong và ngoài nước hoan hỉ thương tình khuyến tấn động viên cho con bằng những tràng pháo tay thật to, thật lớn, hầu giúp con có thêm động lực sớm vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Con thành tâm tri ân đến ban tổ chức đường Zoom, các cha, các mẹ, các chư liên hữu đồng tu trong và ngoài nước. Con cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, chúng con rất tự hào vì dân tộc Việt Nam đã sản sinh ra người thầy đáng kính, khổ tâm lao lực, giảng truyền pháp hộ niệm, hầu giúp những ai hữu duyên đời này nghe được câu thánh hiệu A-di-đà Phật, chân thật phát nguyện nương vào đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, sớm vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Bác Tâm Phước ơi, nghe bác Tâm sự lại mà giờ ông cũng cảm thấy hân hoan vô cùng. Như mở cờ trong bụng đây bác. Bây giờ bác có nhìn thấy giữa ông đang cười tươi như hoa không bác Tâm Phước? Tức là cười tươi này, tức là một sự cảm thông tổ cùng. Mà còn là một sự vui tươi nữa. Bác có biết không? Bác tự nhận bác là tứ đỗ tường, cái gì cũng có. Bác tự khai ra những chuyện sai lầm của mình, mà khai rồi mà còn muốn khai thêm nữa. Xin thưa thật với bác, bác trung đủ ơi, hỏi trên thế gian này có người nào dám tự khoe cái xấu của mình ra không? Ấy thế mà bác tự khoe ra. Bác đủ ơi, bác Tâm Phước ơi, sao mà bác giỏi dữ vậy? Xin cho dự âm tan thăng bác đi. Một người tự nhận lấy cái sai lầm của mình, tự khoe cái chuyện của mình ra, tức là người này là người đang thực hiện cái pháp
tự tư trong nhà Phật đấy, bác có biết không? Là tự nói lên những cái lỗi lầm của mình. Tại sao vậy? Tại vì chính bác là người đã kiệt thành sám hối. Bác có kiệt thành sám hối như vậy thì bắt đầu từ đây bác tiếp tục gọi là lúc nào cũng đem cái đáy lòng của mình ra mà nhận lấy sai lầm. Từ cái điểm này bác sẽ dễ dàng vãng sanh theo diện sám hối vãng sanh. Bác Tâm Phước ơi, có thể nói rằng là 100% những người phàm phu chúng ta đều vãng sanh theo cái diện gọi là sám nghiệp vãng sanh. Nhưng mà rất nhiều người không hiểu. Chính bác khoe ra điều này làm cho Diệu Âm thấy vui mừng. Bác cứ giữ một tâm niệm rằng là nhiều đời nhiều kiếp. Trong cái đời này, trước khi biết niệm Phật mình cũng có sai, bây giờ bác sẵn sàng bỏ không làm những cái sai nữa. Và chính những cái sai này là cái động cơ mạnh nhất thúc đẩy cho bác quyết tâm niệm Phật đi về Tây Phương. Bác Đủ ơi, bác Tâm Phước ơi, chịu không? Chịu thì giơ tay lên đây. Bà xã bên cạnh cũng có chịu không? Chịu thì hai người cùng giơ tay yểm trợ cho nhau vãng sanh nhé. Chư vị đồng tu ơi, không vỗ tay còn chờ đến lúc nào nữa đây? Thế gian còn hay nói cái câu lãng tử hồi đầu kim bất khoáng, hiểu câu này không? Một người lãng tử tư đổ tường mà khi hồi đầu đến, bà xã ơi, đem vàng đổi mình không đổi đấy nhé, quý vô cùng, quý vô cùng. Trong kinh Phật có nhiều người làm nhiều điều tội ác, sát sanh hại vật, giết người đủ thứ, sau cùng sám hối, vãng sanh bất khả tư nghị. Vãng sanh bất khả tư nghị. Diệu Âm tin tưởng nếu bác Tâm Phước quyết lòng kiết thành, bỏ đi những lỗi xưa, bắt đầu từ đấy sám hối bằng cách, bằng cách gì nè? Ngày đêm niệm A Di Đà Phật, sáng chiều đều nguyện vãng sanh, tối lại cũng nguyện vãng sanh luôn. Niệm Phật là nguyện vãng sanh, đem tất cả công đức lành hồi hướng về Tây Phương để mình đi làm Phật, nhất định bác được vãng sanh. Chịu không bác Tâm Phước? Vững vàng chưa bác Tâm Phước? Bác còn kêu gọi tất cả đồng tu vỗ tay hoan hô để mà khuyến tấn cho bác, thì xin tất cả đồng tu trên khắp nơi vỗ tay một lần nữa để cho bác Tâm Phước thấy rõ ràng đi. Tất cả mọi người đều sẵn sàng vỗ tay để tiễn đưa bác Tâm Phước vãng sanh. Hỏi bà xã mình có chịu đưa ông xã mình vãng sanh Tây Phương cực lạc không vậy? Chịu không? Chịu. Ông xã có quyết lòng đi về Tây Phương rồi về cứu bà xã theo luôn, chịu không? Chịu hết, vẫn vỗ tay, tiếp tục vỗ tay đi chứ vậy. Như vậy thì hôm nay đã làm di chúc rồi, đã từng hộ niệm thay ra vãng sanh rồi, bây giờ mình quyết lòng niệm Phật để mình đi vãng sanh. Chư tổ nói cứu một người vãng sanh về Tây Phương cực lạc là giúp cho một phàm phu như mình đi thành Phật. Công đức này vô lượng vô biên. Nếu đem công đức hồi hướng về Tây Phương, mình niệm Phật cầu vãng sanh, nhất định mình được vãng sanh. Như vậy thì bác Tâm Phước an tâm chưa? Quyết chí nhé, phải đi vãng sanh Tây Phương cực lạc, rồi thành Phật, rồi về cứu độ nhau với. Cầu mong cho chư vị trong Pháp giới gặp những trường hợp người người đã quyết lòng trở về Tây Phương, gặp một vị Tâm Phước này quyết chí vãng sanh Tây Phương cực lạc, mong chư vị quyết lòng niệm Phật khổ niệm yểm trợ
cho vị này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rồi chư vị cũng quyết lòng quyết chí theo con đường niệm Phật để về Tây Phương. Về Tây Phương Cực Lạc chúng ta thành Bồ Tát hết. Cớ chi phải nương nâu tại đây để tiếp tục khổ nạn. Khổ nạn triền miên biết bao giờ thoát. Cầu mong cho tất cả đều giác ngộ. Một đời này vãng sanh thành đạo. A Di Đà Phật. Vỗ tay lên bác Tâm Phước ơi, vỗ tay lên bà xã, vỗ tay lên chư vị ơi, yểm trợ cho bác Tâm Phước. Bác Tâm Phước đã thỏa mãn rồi đã nhé. A Di Đà Phật. Mô A Di Đà Phật. Thay mặt bác Tâm Phước cũng như gia đình chúng con thành kính tri ân cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn khai thị. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà.